Ngon không? Ngon ạ. Đúng món con thích nhá. Vâng, con cảm ơn bà ạ. Bà dặn mấy lần rồi, không được để cặp xuống đất mà. Bà phải giặt cho con mấy lần, con phải giữ, nó mới sạch được chứ. Vâng ạ. Ăn đi nhá. Thư, tiền ở đâu đây? Có chú bảo con đánh rơi nên chú nhặt hộ con ạ. Ôi cháu ơi, tiền của cháu rơi này, vào đi nhá. Động đến trẻ con là quá lắm rồi. Mày cứ bình tĩnh đã. Biết đâu đây chỉ là... Tôi quá quen với những trò này rồi. Trước đây là bố anh, bây giờ là anh. Mẹ biết, mẹ biết là con đam mê, nhiệt huyết, còn có lý tưởng. Nhưng... còn những người xung quanh con, con sắp lấy vợ, còn có con, vợ con sẽ ra sao? Lũ hèn hạ này, dám động đến cả trẻ con. Chuyện này tôi lo được, nhưng mà còn một chuyện khác đáng lo hơn đấy. Nội bộ của chúng ta chắc chắn là có vấn đề. Này, có thêm thông tin gì chưa? Một mớ hổ lốn. 10 năm trước có cái trò quặng thô vượt biển ra nước ngoài. Đầu tiên là vận chuyển nội địa, chuyển xuống các tỉnh thành ven biển. Sau đấy thuê doanh nghiệp vận tải biển, nhưng thực chất là đầu nậu. Đầu nậu khét tiếng nhất lúc bấy giờ là Sự Cá Mập, dân gốc Đông Bình. Tay này thâu tóm nguyên một dọc bãi biển, có quan hệ cực kỳ rộng, nhưng mà chết sớm. Năm 2017, Sự có mâu thuẫn với một băng nhóm địa phương, rồi bị bắn chết ngay trên bàn nhậu. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Tôi có nhớ vụ này, ở Mỹ suốt một thời. Nhưng mà ít ai biết Sự Cá Mập có mối liên hệ mật thiết với Nguyễn Lê Cửu. Tóm lại, tay Đức bắt mối với ông Cửu khả năng cao là tìm đường buôn bán quặng lậu thông qua mỏ số 1. Đây mới chỉ là suy đoán. Suy đoán, nhưng dựa trên thông tin chính xác xem ạ. Cái này bù cho 10% của Alpha mà lẽ ra chú phải được nhận sau khi đóng mỏ số 1. Tao không cần cái tờ giấy lộn. Cái này sẽ tăng giá chóng mặt sau khi bọn cháu hoàn tất công tác hoán đổi dự án, và nó sẽ thay thế TN để trở thành thế lực lớn nhất trong giới công nghệ cao của Đông Bình. Còn bây giờ, nếu chú không từ chối, chú sẽ trở thành cổ đông quan trọng của cái thế lực đó.
sang tuần cháu sẽ dẫn chú đến nhà chủ tịch Pháp. Giữ lời hứa đấy nhá. Chú yên tâm. Bây giờ chú đi giải quyết ngay cái việc cổ phần của TN Mobile đi.